Bull xuất hiện cả nhà ơi. Hôm qua thấy Bull lên. Mấy Bull là con cục cưng của nghệ sĩ Dung Linh rồi cả nhà. À. Mấy Bull đi đâu vậy mấy Bull? Mấy Bull đi mua nước ngọt. Wow. Mấy Bull đi tung tăng trên ấy luôn cả nhà. Mấy Bull đi ăn hàng á mấy Bull. Bull ơi. Trời ơi mấy Bull đẹp trai lắm nha. Mẹ thì ở trong đống hàng Bull thì Bull này đang đi tè cái bên nước ngọt bên kia con, tập hóa kìa, đối diện kìa. Đó. Bull đi mua nước ngọt, Bull đi tập hóa nha cô chú anh chị. Mấy Bull chào cô chú mấy Bull. Đó, thấy không? Hôm qua livestream rồi thấy tươi lắm nha. Thấy cái làm hình trái tim rồi các thứ đúng không? Đâu giờ con làm lại hình trái tim coi mấy Bull. Mấy Bull. Bé Bull nè. Bé Bull này cô chú anh chị ơi. Cái này hả? Cái nào? Rồi. Trời ơi. Trời ơi. Không. Giờ con ăn cái gì? Con ăn gì chú chú chú. Con ăn gì? Ăn cái ngọt ngọt vậy mà lắm. Cục vàng của nghệ sĩ Vũ Linh đó cô à, cục vàng á cô chưa biết kìa con kêu à đây là con của chị Loan đó cô đó nghệ sĩ Vũ Linh là rất là thương à, cục vàng luôn á đó. Đó thấy cô thấy dễ thương cô đó. À cậu hả à. Thường quá rồi. À. Buồn quay qua đây chú chụp hình cái mấy buồn. Hôm qua là chú thấy con á làm hình trái tim rồi con làm lại cho chú coi coi. Trái tim coi buồn. Đây con cho chú cầm cho chú cầm cho. Đây chú cầm cho. Rồi, con làm hình trái tim đi. Wow! Thì thường chết đi được. Nè. Cầm đi. Rớt nghe con. Cậu buồn đi mua xì tin nha cả nhà. Buồn. Buồn thích xì tin. Buồn ơi, con thích xì tin hả? Trời ơi, rất là đi về cả nhà. Có cái chú giao hàng tới luôn cả nhà ơi. Chú giao hàng tới vừa tới luôn cả nhà. Rồi cái chú giao hàng thì mới nãy chú tới giờ. À, chú tới vô chú giao lần hai nè chú giao hết cho chú chưa nữa trời quá, trời ơi, quá nhiều luôn nếu mà chị Hồng Lan mà cứ nhờ anh em mình đó là anh em mình là sẵn lòng vô là không ngủ luôn tối nay luôn mà qua vô phụ chị Hồng Lan đóng hàng để mà gửi cho cô chú anh chị ăn cho cô chú anh chị nha thì hôm nay em
cập nhật tình hình mới cho mọi người xem. Thì có cái chị khán giả đi tới trợ lý Bình Tân. Wow. Người này em nhớ không? Đó, từ nhất cho hay là từ nhất lên đây ủng hộ. Ta không phải là trợ lý Bình Tân mà là chị khán giả ủng hộ. Nè, có dự án có bán hàng kìa. Có bán hàng luôn. À, chắc là gọi trước. Không, gọi trước. Bán hàng tại chỗ luôn hả chị? Không, chị lại chủ hộ. Hàng mua ủng hộ. Chị gọi trước rồi chị tới chị lấy đúng không chị? Chị cũng coi trên YouTube là thấy có vậy là cái này là mua trực tiếp luôn, không có đặt hàng. Quay trực tiếp luôn chứ không có đặt hàng. Chú là cô vừa ra cổ nói chợ mà mua không có bao nhiêu tiền mà mất công phải đi giao tới nơi. Thành thôi vừa đến đây thắp nhang cho Vũ Linh rồi đồng thời cũng mua ủng hộ luôn. Wow. Vậy là khán giả mến chị, mến mộ năm luôn. Mến mộ Vũ Linh thành ra có ủng hộ luôn. Dạ. Nghe phát trên thông tin đó. Dạ. Rồi cái nghe tin vậy là tới mua ủng hộ, vừa mua ủng hộ vào thắp nhang luôn, thắp nhang cho Vũ Linh. Ủa chú là bảo vệ nhà cậu Năm Vũ Linh luôn hay sao? Không, mình bảo vệ bên phòng nha khoa bên này. Đấy, cũng thường xuyên cũng nhìn sang bên này. Thấy mấy bạn tìm hiểu thông tin á, mỗi lần có người đến thì cũng ghi nhận để phát lên để cho mọi người biết đến để ủng hộ, ủng hộ cho gia đình. Bữa giờ là chắc mấy chú giao hàng rồi tới giao nhiều lắm rồi. Thì mới đây thôi. Đúng rồi, mới hôm qua thôi. Mới hôm qua mới bắt đầu, từ hôm qua là đến giao hàng rồi lấy hàng mua ủng hộ. Khán giả biết đến đến đây mua ủng hộ. Dạ. Chú thì nói chung là chú cũng rất là mê nghệ sĩ Vũ Linh đúng không chú? Ừ. Chú đã qua thắp nhang cho nghệ sĩ Vũ Linh chưa chú? Chưa, tại vì chú mới nên đến làm việc ở cái phòng nha khoa này mới khai trương vào ngày thứ hai vừa rồi. Ta chú đến đây làm việc hôm nay được 3 ngày rồi. Dạ, chú sẽ thắp nhang cho chị Vũ Linh. Rồi mày còn quay hoài. Dạ qua đi con. Có quay cô nữa. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Cô đó bức xúc, cô lên tiếng luôn. Mình quay vậy là mình giới thiệu cho cô chú anh chị á, là cái việc chị Hồng Loan á, là buôn bán. Rồi là thì cô chú anh chị biết thì cô chú anh chị tới ủng hộ chị Hồng Loan chứ không phải là mình tới có điều ác ý đâu. Có gì ác ý đâu. Dạ đúng không chú? Thấy mấy em tới đây mấy em ghi hình thì mấy em cũng phải giữ cái khoảng cách. Dạ. Cho gia đình nữa, đúng rồi. Chú đây chú quan sát chú thấy mà. Là mấy cháu mấy em đến đây cũng ghi hình nhưng mà cũng không có thể làm phiền gia đình á. Cũng có khoảng cách để cho giữ cái khoảng cách của gia đình. Như là nếu mà chị Lan cũng khi mà chị quay chị vậy chị cũng đồng ý được không? Đúng rồi. Hy vọng là chị lo nhờ anh mà em vô cũng nhờ đó, cũng nhờ mấy em mấy cháu đi ghi hình rồi phát lên rồi mọi người đều biết là ở nhà mình có bán cái những mặt hàng đó tới ủng hộ cho gia đình. Thì thấy là trên ở phía trên là cây cối với cầu sử, giờ cầu đi đâu nữa mà cây cối phía trên thì là cũng héo húa rồi. Trời, mặc dù mưa rất là nhiều nhưng mà cây cối nó cũng hư gần như là chết cái nhà ơi. Trời ơi. Rồi có người tới rồi nhà ơi. Đây là tài xế của anh nghệ sĩ Vũ Luân. Ui, 62 luôn.
Long An. Hay là anh này chở hàng giao hàng ta? Thì kìa anh mở, chị mở cửa kìa. Chuẩn bị có người mở cửa kìa. À. Đó, mấy chị đó cũng biết là nhà chị Loan bán hàng online đó cả nhà. Trời, sao không ai không xuống xe luôn vậy? Phải điện thoại, hiểu không? Đến nhà phải điện thoại rồi bắt đầu chị Loan ra mở cửa. Này từ Long An lên nè. Bị sương trắng luôn. Biết hồi sáng là ai ngồi với chị Loan không? Hình như là chị Meo Meo. Chị Meo Meo phải không? Đại gia đó mày. Sao anh biết đại gia? Ủa rồi. Khét tiếng ở Sài Gòn mà anh không tâm không biết hả? Không. Vậy là nhiều khi mình không ở trong giới chị. Đây công an.